Dạ vâng, em Quốc Anh xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để quay cho các bác là những cái phụ kiện nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì đây là một cái gian hàng trưng bày sản phẩm luôn nhé. Đấy, em quay cho các bác cùng tham khảo. Những cái video trước ấy, thì em cũng giới thiệu rất là chi tiết về những sản phẩm bên em cung cấp ra ngoài thị trường rồi. Nếu mà các bác mà có nhu cầu mà tham khảo thêm thì các bác có thể là ấn đăng ký kênh để theo dõi em ở những video trước ấy, thì em giới thiệu chi tiết từng cái sản phẩm và em cũng giới thiệu qua về cái phương thức đặt hàng nhé. Nếu các bác mà có nhu cầu thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên ấy, thì cũng giới thiệu cho các bác là nhà em cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện đây, tất cả từ vài hàng quát này. Đấy, quát thì nhà em có hai rất là nhiều loại nhá. Đấy, hai loại là quát thường và quát đúc. Đấy, quát loại 4 phân này, loại 2 phân này. Đấy, dài 7 m và dài 9 m là nhà em đều cung cấp nhá. Đấy, đây là những cái sản phẩm quát. Còn và những đây là những bịt cựa này. Đấy, đây là những bịt cựa này. Giỏ này, đấy, giỏ thường, giỏ rẻ, giỏ đắt. Đấy, đây có cả giỏ mây này. Đấy, bịt cựa loại cao su và bịt cựa loại da nhé. Đấy, bịt mỏ thì em để đây. Đây là chỉ một cái trang gian trưng bày sản phẩm nhỏ thôi. Còn kho thì nhà em để bên dưới kia cơ. Đây, về đây những cái sản phẩm đây. Đây những cái bồ ngủ này, bồ ngủ Thái Lan nhé. Còn đây là về những cái lồng ghép. Thì cũng giới thiệu cho bác là lồng ghép này thì em có loại là 80-80, 80-1m rồi 80-2. Loại 1m, 1m là nhà em đều có nhá. Đây, đây là về những lồng ghép này. Khay thì em để dưới kho, còn đây là em chỉ để cái phần ghép này thôi. Các bác mua thì các bác cứ alo trực tiếp. Còn đây là về những đơn hàng này. Đơn hàng của buổi chiều tí em sẽ gửi đi. Lúc sáng là gửi đi một loạt rồi. Đây là mấy cái đơn hàng em đóng lốt của ngày hôm nay. Đây là một cái đơn hàng của anh Nam nhé. Đây, của anh Nam này. Em sẽ quay cho anh em cùng tham khảo. Đây, anh Nam đặt hai cái lồng chạy lưới này. Thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em ship hàng toàn quốc nhé. Đây là nhà em thì ở Bắc Giang, nhưng mà anh này ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh này. Hồ Chí Minh mà nhà em cũng vẫn gửi được nhé, gửi hàng qua bưu điện. Đây, đây một cái đơn hàng và một cái đơn hàng bên trong này nữa. Đây đơn hàng này của anh Trần Đức Long này. Trần Đức Long nhé, địa chỉ Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng. Có nghĩa là nhà em, các anh em ở đâu thì nhà em cũng gửi được. Còn đặt là một cái quát đúc này 4 phân cộng hai đôi bịt cựa da này, cộng với hai đôi bịt mỏ này thì em tặng, cộng hai đôi tạ chân này. Đấy, đây thì khi mà đóng hàng thì nhà em sẽ đóng rất là kín như này. Đây là kín nhá. Và có một cái đơn hàng có họ tên người gửi này, họ tên người nhận, số điện thoại và địa chỉ cụ thể. Thì khi mà anh em nhận hàng thì anh em khui ra, mở ra thì anh em kiểm tra phải đúng chất lượng nhá, đúng mẫu mã, đúng cái sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán nha. Còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Thế là về cái phương thức bán hàng anh em. Còn đây em cũng giới thiệu thêm một chút cho anh em nhé. Nếu mà anh em mà có những cái bệnh mà chẳng hạn như vấn đề gì về con gà ấy, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, liên hệ trực tiếp cho em thì em sẽ tư vấn về bệnh con gà. Tại vì là chính sách của YouTube ấy, thì em cũng rất là muốn là làm những video thực tế để cho anh em cùng tham khảo. Nhưng mà chính sách của YouTube là cứ có con gà lên là nó bị vi phạm quy tắc cộng đồng nhá, thì em không làm được những video đấy. Đấy, nó rất là bị hạn chế. Thì có thể là anh em muốn tìm hiểu thêm nhá, thì anh em cứ kết bạn Zalo và cái số điện thoại mà em đây bây giờ là em đọc luôn cái số điện thoại nhá. Số điện thoại của em là 0367194439. Anh em cứ kết bạn Zalo thì sẽ được tư vấn về kỹ lưỡng hơn và hình ảnh cụ thể hơn. Đấy, đây là về những cái quát này. Quát thì năm nay anh em sử dụng cái quát 2 phân dài 7 mét là rất là nhiều. Con này thì nhà em chạy một ngày khoảng giao vài chục cái này. Đấy, cái phần hàng quát này. Đây là những cái lồng này. Đấy, lồng chạy này thì nhà em có lồng chạy lưới và lồng chạy lan. Đây lồng chạy lan thì xếp bên nhà này. Đấy, gian hàng trưng bày rất là nhiều những sản phẩm. Đây là chỉ gian hàng trưng bày thôi nhé. Còn về cái số lượng thì anh em cứ yên tâm là nhà em gia công số lượng rất là nhiều, đảm bảo cho anh em là cần bao nhiêu cũng có. Và cái thứ hai là giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi nhất cho anh em nhé. Còn đây là gian hàng trưng bày sản phẩm, có nghĩa là để cho anh em đến nhà anh em lấy thôi. Còn nếu mà ở kho kia thì còn rất là nhiều. Đây là về những sản phẩm bên em. Thì cũng giới thiệu lại một lần nữa là nếu mà anh em mà có nhu cầu nhé, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.